cho hiểu lần lượt cái nghe ngôn sứ và lần lượt là hai rừng cỏ của Do Thái giáo của Cựu Ước. Cho nên muốn nói rằng Chúa Giêsu là nằm trong cái chương trình của Thiên Chúa từ Cựu Ước cho tới giây phút đó. Nous avons annoncé que vous êtes à droite.